Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên là kính đa tạ toàn thể lực quý vị đã hoan hỷ trở về cùng với Thiên Phước, chúng ta cùng với nhau học Pháp theo như chương trình đã dự kiến. Và lời thứ nhì đấy là tạ lỗi với quý vị vừa qua. Ngày thứ năm có một chút chứng duyên, Thiên Phước cũng cố gắng đã chuyển hóa cái chướng duyên đó, tuy nhiên chưa phải là trọn vẹn lắm, để rồi ngày hôm nay đủ duyên để đến trước Tâm Bảo, trước huynh đệ để tiếp tục chia sẻ những nội dung mà Thiên Phước ưu tư cần chia sẻ với quý vị. Thưa các bạn, hôm nay có thể là Thiên Phước nói một vài ngôn từ phát âm nó sẽ không có chuẩn lắm vì có chút trở ngại. Thế bữa nay huynh đệ chúng mình có biết bữa nay là ngày mười mấy à? Ngày 13. Vậy ngày tốt hay ngày xấu? Ngày xui hay là ngày hên? Hên hay xui? Đúng rồi, hên chứ. Bữa nay mà Thiên Phước là cố gắng điều chỉnh lắm mới có mặt với quý huynh đệ được là hên đấy chứ. Thiên Phước hên. Vâng, thưa các bạn, nếu nói theo thuật ngữ chuyên môn á thì người ta gọi là bát tự. Hôm nay là năm Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, ngày Đinh Dậu, và giờ này á là chuẩn bị đến là giờ Canh Tuất, còn hiện tại là đang là giờ Kỷ Dậu. Vậy bữa nay chúng ta có hai chữ Dần, hai chữ Dậu là thuộc về địa chi, còn Thiên Can là có hai chữ Nhâm, một chữ Đinh và một chữ Kỷ. Vậy nếu ngày xưa ông bà chúng ta mà sinh ra chúng ta đó là người có chữ nghĩa là sẽ ghi chép lại, gọi là bát tự. Và trong khi chuẩn bị cho hôn lễ đó thì trong đó có nghi lễ vấn danh, trong đó có nghi lễ đưa cái bát tự cho cái người phía gia đình mà chuẩn bị có cái duyên sự về hôn lễ với nhau đó, để người ta xem tuổi tác. Và đó gọi là bát tự, có nghĩa là hai chữ thuộc về Thiên Can, hai chữ, bốn chữ thuộc về Thiên Can, bốn chữ thuộc về địa chi là tám, hoặc là năm tháng ngày giờ. Nhưng mà năm thì cũng phải là có hai chữ, tháng cũng phải có hai chữ, ngày có hai chữ và giờ hai chữ, gọi là bát tự. Điều ấy các bạn có biết không ạ? Những người xưa có thể biết đấy. Và vâng, thưa các bạn, thì không biết là bây giờ là năm Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, ngày Đinh Dậu, giờ Kỷ Dậu này, không biết là Thiên Phước có được tốt hay là không tốt hả? Các bạn đoán thử xem. Vâng, thưa các bạn, nói như vậy đó thì Thiên Phước chợt nhớ đến ngày hôm qua có một bạn đến nhờ Thiên Phước. Thưa thầy chọn giùm chúng con, là vợ chồng chúng con là chuẩn bị sửa nhà mới, thầy chọn giúp cái năm nay chúng con có sửa được hay không, rồi cái ngày giờ nào là đại cát đại lợi. Thì Thiên Phước chưa kịp hỏi tuổi tác rồi là bát tự của hai quý vị đấy, thì bước đây, thế nhà chị đã có chủ quyền có sổ đỏ căn nhà đấy chưa? Thì vị ấy trả lời: dạ thưa thầy, chưa. Thì Thiên Phước nói: khỏi sửa luôn. Các bạn hiểu không ạ?
Uống sữa thì phải xin giấy phép, mà muốn có giấy phép thì phải có chủ quyền. Và chuyện này không phải mới ngày hôm qua, nhớ đầu 2-3 năm trước, có một bác ấy cũng lớn tuổi, mà đưa người con cũng khoảng 30 mấy, 40 gì vào, mà rất là thiết tha, rất là thành khẩn, muốn gặp Thiên Phước và thưa Thầy là tôi chỉ có tin Thầy thôi. Hồi xưa như thế nào đó, bác ấy giải bài, bây giờ là cháu là chuẩn bị là hôn lễ và chúng tôi quyết định là để hướng dẫn cháu vào nhờ Thầy xem ngày giờ để động thổ cất nhà. Thì Thiên Phước nhớ rằng, Thiên Phước cũng hỏi là theo tôi là anh chưa có giấy chủ quyền. Nói dạ vâng, nhưng mà đất nhà của bố con, đất nhà của bố anh, nhưng mà tôi quay sang tôi xin lỗi cái vị ấy. Xin lỗi anh, có biết lúc nào anh trở về với ông bà không? Mà bây giờ khởi công làm nhà, rồi cái duyên nào đó anh ra đi, thì chuyện gì xảy ra? Sẽ là một cuộc tranh cãi dài. Và lúc đó lại bảo là ông thầy ổng coi ngày giờ xấu. Phải không các bạn? Vì các bạn ấy động thổ cất nhà nhưng mà chưa có chủ quyền. Rồi có khi cất nhà mà nhiều nơi không có để ý đến pháp luật, cho nên chưa có chủ quyền, lại khởi công cất nhà là vì thầy coi cày giờ. Xong rồi á, bên thanh tra về xây dựng, người ta đến và người ta phạt, thì cũng bảo là tại thầy coi ngày giờ xấu. Và đó là một chuyện Thiên Phước kính thưa với các bạn liên quan đến đức tin về ngày giờ xấu để xây dựng. Rồi trước khi Thiên Phước đi vào đầu năm 20 á, các bạn nhớ Thiên Phước cũng đã có những buổi chia sẻ liên quan đến dịch bệnh. Và trước đó có ít nhất là 3 gia đình Phật tử nhờ Thiên Phước coi ngày coi giờ để cất nhà mới. Nhưng mà các bạn nghĩ là Thiên Phước có coi không? Có không? Thưa không. Nhưng mà Thiên Phước có gợi ý các bạn là làm như thế nào để chi? Để cho các bạn ấy an được tâm. Thế rồi Thiên Phước đi một thời gian thì dịch bệnh tràn lan. Và cho dù nhiều nơi có những cái trở ngại trong việc xây dựng, nhưng riêng 3 cái căn nhà mà Thiên Phước hướng dẫn đó lại làm được tốt, cuối cùng là hoàn thiện tốt. Và một hôm cái gia đình hàng xóm cũng cùng tuổi với ông chủ nhà này mới hỏi chủ nhà: "Ê, anh chị xem thầy ở đâu mà cất nhà nó tốt đẹp thế?" Và người chủ nhà mới nói là: "Cứ vào trong chùa Định Quang, thầy ở trong ấy ổng coi." Thế người ta đòi dẫn vào để gặp Thiên Phước. Nhưng mà cô giấu Thiên Phước mất rồi. Các bạn hiểu không? Thật ra cho đến giờ này cũng chưa thấy cái gia đình mà muốn vào coi tuổi, coi ngày cất nhà đó để đến để gặp Thiên Phước. Và nói như vậy để các bạn thấy rằng đó là những dấu ấn thuộc về tâm lý, đó là những nhận thức mà chúng ta vô tình được giáo dục, được hung đúc bởi văn hóa truyền thống, nhưng mà chúng ta chưa thật sự ý thức được, cũng không thật sự hiểu biết được thật hư vấn đề là thế nào. Cho nên thưa các bạn, chúng ta còn nhiều câu chuyện gần giống như vậy, để từ đó các bạn biết không, Thiên Phước đã suy nghĩ, đã nhiều năm trăn trở, và khi trở về đây có trách nhiệm
hướng dẫn huynh đệ ở tại chùa này là Thiên Phước quyết định không coi ngày giờ nữa. Vì sao? Vì Thiên Phước tin tưởng rằng cái sự hiểu biết về thuật âm dương ngũ hành đủ để mình vỡ ra được sự thật như thế nào. Vả lại pháp Phật nhiệm màu, lời dạy của Đức Phật về những sự thật của thế giới này, về nguyên nhân của khổ đau và bất an, về cách làm thế nào để chuyển hóa đau khổ của bạn, bất an của bạn, thì đã là quá đầy đủ, quá chói sáng. Thì tại sao chúng ta không học theo Phật? Tại sao chúng ta không làm theo Phật để chúng ta có thể giải quyết bất an khổ đau của chúng ta ngay đời này, mà chúng ta lại phí thời giờ dõi theo những đức tin mà chúng ta không hề hiểu biết, rồi để chúng ta lặn chìm đắm mình trong sự mơ mộng, sự mong cầu, sự ước vọng và hy vọng. Rồi hy vọng rồi để làm gì ạ? Hy vọng rồi để rồi thất vọng. Về những giấc mơ đẹp, về năm tháng ngày giờ tốt có thể tạo dựng cuộc đời chúng ta. Và Thiên Phước cũng lấy làm lạ là tại sao rất nhiều người rất có trình độ, nhiều người giỏi giang hơn Thiên Phước, nhưng mà người ta lại đặt cái vấn đề, người ta hạ giá bớt cái giá trị cuộc đời mình bằng cách là tin tưởng vào những điều mà người ta không hề biết. Nó nguy hiểm như thế đấy. Người ta không tự quyết định cuộc đời của mình mà lại đặt và tin tưởng rằng cuộc đời của mình tùy thuộc vào bát tự, tùy thuộc vào năm tháng ngày giờ sanh và tùy thuộc vào sự tính toán vận mạng của mình bởi thầy bói hoặc là thầy nào đó, ví dụ thế. Cho nên các bạn để ý, nếu chúng ta không thận trọng thì chúng ta cứ mãi đắm chìm trong những đức tin mà không rõ ràng. Và vì thế cho nên nhân dịp đầu năm và trong tinh thần chia sẻ chúng ta học Phật như thế nào để có lợi ích, thì ngày hôm nay Thiên Phước xin kính dâng lên các bạn chủ đề, đấy là thời gian nào là giờ đại cát. Các bạn nghe rõ không ạ? Thời gian nào là giờ đại cát? Có nghĩa là Thiên Phước sẽ mượn một ý trong ba câu hỏi mà người thế nhân chúng ta thường đặt vấn đề. Thứ nhất đấy là cái thời gian nào là cái thời gian thuận lợi nhất cho công việc. Giống như một số bạn trước Tết cũng đã vào trong mạng hoặc là đi tìm các thầy rằng Tết này xuất hành theo hướng nào. Mà Thiên Phước không biết là Tết năm ngoái có xuất hành theo hướng nào không. Rồi cái thời gian cách ly rồi xuất hành theo hướng nào ha? Các bạn thấy đấy, tới giờ này đã là đệ tử Phật của thế kỷ thứ 21, thời đại A Còng chạy đầy ngoài đường rồi, mà chúng ta vẫn đi coi ngày giờ xuất hành, hướng xuất hành, thì chỉ để thỏa mãn câu hỏi thứ nhất là thời gian nào là thuận lợi nhất trong công việc, rồi cái nhân vật nào là quan trọng nhất mà chúng ta cần gặp, và công việc nào là quan trọng nhất. Và đó là ba câu hỏi thường được các huynh đệ đời nay và người xưa luôn quan tâm, đặt ra vấn đề và đi tìm các thầy cũng như xem trong sách vở để giải đáp ba câu hỏi đó. Và Thiên Phước tin tưởng rằng không ít trong huynh đệ chúng mình cũng vẫn từng băn khoăn, đang băn khoăn, và một số trong huynh đệ chúng mình có lẽ sẽ tiếp tục băn khoăn về chuyện ấy. Và vì thế cho nên để trả lời cho ba câu hỏi ấy thì cái chủ đề ngày hôm nay nói gọn lại là thời gian nào là giờ đại cát, đại lợi. Cho dù thế nào nữa thì cũng phải bắt đầu bằng một câu chuyện.
Bởi vì một câu chuyện đó làm cho các bạn dễ nhớ, ấn tượng. Và vì thế cho nên xin các bạn hoan hỷ lắng lòng. Thiên Phước sẽ kính dâng lên cho các bạn một câu chuyện. Câu chuyện đó có chủ đề gọi là ba câu hỏi A Di Đà Phật. Thưa các bạn, câu chuyện này là được nhà đại văn hào nổi tiếng của thế giới kể lại. Đó là Lev Tolstoy. Còn về cuộc đời của đại văn hào này thì có lẽ các bạn có thể tự tìm hiểu. Chúng ta không có nhiều thời gian để chia sẻ về nhà đại văn hào này. Vâng, thưa các bạn, nhà đại văn hào mới kể rằng có một nhà vua mà Tolstoy không biết tên. Một hôm, đức vua nghĩ rằng giá mà vua trả lời được ba câu hỏi thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Cái câu hỏi thứ nhất, đấy là làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc. Và cách nói của chúng ta, ngôn ngữ của người xưa gọi là giờ nào là giờ khởi công được đại kiết đại lợi, giờ nào là giờ đại cát, giờ nào là giờ hoàng đạo, vân vân. Thì thứ nhất là làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc. Câu hỏi thứ nhì, làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng. Và câu hỏi thứ ba, làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết mà ta phải thực hiện. Nghĩ thế, nhà vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô, nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau, không ai giống ai. Cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi chất vấn một đạo sĩ tu ở trên núi. Ông đạo sĩ này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp đạo sĩ và hỏi ba câu hỏi kia. Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi, và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo. Chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua phải cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới. Một mình nhà vua trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của người đạo sĩ. Nhà vua gặp ông đạo sĩ đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, đạo sĩ gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo sĩ cuốc đất một cách nặng nhọc, bởi ông đã già yếu. Mỗi khi cuốc lên được một tảng đá, một mảng đất to, hoặc lật ngược được tảng đất, thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông đạo sĩ và nói: "Tôi tới đây để xin ông trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc. Ai là người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?" Ông đạo sĩ lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Nhà vua nói: "Ông mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi cuốc một lát." Vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống
ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo sĩ vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghĩ đến phiên tôi cuốc." Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc cho ông đạo sĩ thì lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất. 1 giờ rồi 2 giờ đồng hồ đi qua, rồi mặt trời bắt đầu khuất dần sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc và nói với ông đạo sĩ: "Tôi tới để xin ông trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà." Ông đạo sĩ nghe tiếng chân người chạy đâu đó, bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa." Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng, máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm bất động, miệng rên rỉ. Vua và ông đạo sĩ cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xẻ áo của mình ra để băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giật áo và đem băng lại vết thương, cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy. Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và trời bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo sĩ, vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo sĩ. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cả ngày, cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon đến nỗi khi vua thức dậy thì trời đã sáng, và phải một lúc sau vua mới nhớ ra được là mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói giọng rất yếu ớt: "Xin bệ hạ tha tội cho thần." "Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?" "Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần thì biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được. Bởi vì khi xưa trong chinh chiến, bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch biên gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục, quyết tâm giết chết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp 4 vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được, chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại còn cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và thần cũng sẽ bắt các con của thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Thấy mình hóa giải được
hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh. Sau khi vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo sĩ để chào. Trước khi ra về, vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi. Ông đạo sĩ đang quỳ gối gieo những hạt đậu trên những luống đất đã được cuốc sẵn ngày hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua. Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua hỏi, trả lời bao giờ đâu nào? Phải không quý vị? Chưa trả lời. Hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này, thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ mai phục hành thích mất rồi. Và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất. Nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đấy. Và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo của nhà vua. Rồi sau đó khi người bị thương nó chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta. Bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ông thì ông sẽ chết, và ngài không có dịp hóa giải với ông. Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất. Và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Thưa các bạn, ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thời giờ nào là thời giờ quan trọng nhất để mình tiến hành một công việc? Và nói như cách nói của người xưa, cũng như niềm tin của nhiều bạn hiện nay, là thời giờ nào hay là giờ nào là giờ đại cát đại lợi? Để người ta khai trương cửa hàng, để người ta xuất hành, để người ta vân vân và vân vân. Có nghĩa là giờ nào là quan trọng. Và như câu trả lời của người đạo sĩ với nhà vua, nếu các bạn nhớ lại được nội dung câu chuyện thì các bạn để ý rằng cái thời giờ nào là quan trọng nhất cũng thay đổi, có phải không ạ? Rồi nhân vật nào là quan trọng nhất cũng thay đổi. Ví dụ như khi ban đầu nhà vua lên gặp người đạo sĩ và phát tâm cuốc đất giúp người đạo sĩ, khi thấy người đạo sĩ già yếu thở hổn hển và người đạo sĩ không biết là hữu tình hay là vô ý lại để nhà vua cuốc từ sáng sáng cho đến chiều. Và chính vì như vậy cho nên cái thời gian đó nhà vua đã tránh bị tổn hại. Nếu người đạo sĩ trả lời với nhà vua liền, hoặc là không trả lời để rồi nhà vua quay trở về dưới núi, thì nhà vua đã bị hành thích. Thì như vậy thời gian ban đầu là thời gian quan trọng nhất, đấy là thời gian nhà vua cuốc đất. Rồi thời gian về sau là thời gian mà nhà vua chăm sóc người cố ý hành thích nhà vua mà bị vệ sĩ đâm trọng thương. Rồi nhân vật quan trọng nhất ban đầu, khởi đầu câu chuyện, khi mà nhà vua lên gặp người đạo sĩ như Thiên Phúc vừa thưa, không biết là vô tình hay cố ý kéo dài để cho nhà vua buộc phải dừng lại ở trên núi cho đến khi gặp cái người hành thích nhà vua bị đâm đến nơi. Và cái
cái thời gian rồi nhân vật. Nhân vật quan trọng lúc bấy giờ là người đạo sĩ. Nếu không có người đạo sĩ, hoặc người đạo sĩ trả lời sớm quá, nhà vua trở về dưới núi cũng sẽ bị giết mất. Vậy thời gian nào là quan trọng nhất? Thưa các bạn, như khi nãy khởi đầu vào buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, thì Thiên Quốc có nói sơ qua là năm nay là năm Nhâm Dần, tháng này là tháng Nhâm Dần, ngày hôm nay là ngày Đinh Dậu, và bây giờ là giờ Canh Tuất. Và thưa các bạn, người xưa khi lấy bát tự của một người, có nghĩa là đủ thiên can và địa chi, năm tháng ngày giờ sanh của một người so sánh với năm tháng ngày giờ của một mốc thời gian người ta chọn ra, thì người ta so sánh, người ta tính toán, và cái điều ấy gọi là thuật trạch cát. Thuật trạch cát nói nôm na bình dân là cách xem ngày giờ tốt. Còn bình thường chúng ta nói là tính toán để được giờ đại cát đại lợi. Và thưa các bạn, trong thuật trạch cát đó thì có nói đến những cái ngày giờ năm tháng khi ứng dụng với một cái tuổi cụ thể thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả là tốt hay xấu. Người ta nói thuật trạch cát có nghĩa là người ta đã xác định được điều gì là hung, là không cát, để mà người ta chọn lọc ra. Chọn là trạch, chọn lọc là tuyển trạch. Các bạn rõ như vậy. Thế cái thuật trạch cát xưa cũng rất là phiền phức. Chúng ta không có đủ thời gian để nói về nguồn cội của thuật âm dương, rồi biến thiên của thuật trạch cát qua năm qua tháng, để rồi hình thành nên những đức tin mà bây giờ trở thành một nét văn hóa mê tín trong cộng đồng của chúng ta. Thiên Phước ngày xưa cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, để ứng dụng, để thực hành. Và thưa các bạn, khi nãy Thiên Phước đang nói đó là người xưa đã nghiên cứu về năm tháng ngày giờ sanh của một người so sánh với năm tháng ngày giờ cụ thể để mà tính toán ra được rằng thời gian nào mà người xưa cho rằng đó là thời gian tốt. Như hiện nay các bạn vẫn đang tin, nhưng thực sự tốt hay không lại là vấn đề khác. Và khi người ta chọn như vậy thì gọi là thuật trạch cát, cũng có nghĩa là khi so sánh đối chiếu các cái dấu mốc thời gian, ví dụ như để người nào tiến hành một công việc thì chọn ngày giờ tiến hành. Còn trong hôn nhân, trong tính toán để hợp hôn định cuộc thì người ta lấy bát tự của người nam phối hợp với bát tự của người nữ để chọn ra năm tháng ngày giờ thích hợp nhất để cử hành các nghi lễ về hôn lễ. Nhưng mà bây giờ có trường hợp mới gần đây nhất, có vị đề nghị Thiên Phước sẽ chủ lễ hằng thuận cho hai bạn trẻ. Và thông thường thì thời gian phải là do Thiên Phước quyết định. Nhưng mà bây giờ các vị ấy bảo là thưa thầy, giờ thầy chọn là tháng 2, tháng 3 vậy đó, hình như là tháng 3. Thì làm sao? Nó có vấn đề gì đó mà người ta phải quyết định rồi. Vậy thì cát hay là hung chọn chi nữa? Nói vui như thế để các bạn thấy rằng chúng ta phải có sự hiểu biết, và hiểu biết theo tinh thần chánh pháp, chúng ta mới có khả năng vượt qua cái văn hóa, mà cái văn hóa đấy đã tạo một cái sức nặng đè lên cuộc đời của chúng ta, tạo nên áp lực với người thân của chúng ta. Chúng ta là đệ tử Phật, không cho phép mình để những đức tin, những sự thiếu hiểu biết đè nặng lên cuộc đời của mình và của người thân của mình.
Cho nên khi người xưa đã tính toán, chọn ra thời gian mà người xưa cho là tốt thì gọi là trạch cát. Và người ta cũng chỉ ra rằng với thời gian nào thì sẽ là hung. Và từ đó các bạn nghe nói đến những thuật ngữ như là ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày vãng vong, ngày nguyệt kỵ, ngày xích tùng tử giáng hạ, vân vân. Nhưng mà bây giờ hỏi xích tùng tử là thế nào thì cũng không biết luôn. Rồi ngày tam nương, như dân gian nói tam nương mưu định bất tài, nghinh hôn giá thú phải lìa ngay. Nhưng mà Thiên Quốc cũng từng cho bao nhiêu cặp hôn nhân cưới ngày tam nương, bây giờ vẫn còn. Thậm chí có một lần Thiên Quốc coi phong thủy cho gia đình của nhà họ Vũ, và gia đình ấy cần cất nhà vì đã có vợ, vợ đã có mang thì phải ra riêng. Lúc đó cất nhà ở dưới bến gỗ. Mà theo tất cả các cái thuật trạch cát của người xưa thì người vợ có mang, người nữ chủ nhân có mang, có bầu thì không được phép chọn ngày giờ cất nhà. Nhưng mà trong trường hợp này không chọn thì chỗ đâu để mà sanh nở và nuôi dưỡng con cái. Người ta năn nỉ quá thì Thiên Phước: được, tôi bảo đảm. Ghê chưa? Tôi bảo đảm. Và Thiên Phước đích thân đến nơi, chọn nơi định hướng, rồi chọn hướng biết, chọn chuồng lợn, rồi chọn hố xí, tất cả sắp xếp xong, cất nhà ngon lành, người vợ lại đẻ ra sinh đôi. Và hai bạn trẻ ấy là hoán đổi cái chữ lót và tên cuối cùng với nhau. Ví dụ như bây giờ một người là Vũ Bình Đông thì người kia là Vũ Đông Bình. Thiên Phước xin phép là chỉ nói như vậy chứ không có nói quá chi tiết. Thì và thưa các bạn, thì gia đình rất là tin tưởng vào cái sự hướng dẫn chia sẻ của Thiên Phước. Và bây giờ hai bạn trẻ ấy đã có gia đình rồi. Mà nếu theo thuật trạch cát thì thế nào ạ? Thì người vợ có mang thì không được động thổ cất nhà. Mà Thiên Phước dám cho động thổ cất nhà. Có phải là ông Thiên Phước này là đúng là thiên lôi? Ông liều quá đi. Vâng, thưa các bạn, đấy là một ví dụ. Nhưng mà tại sao Thiên Phước dám cho? Bởi vì Thiên Phước có đức tin vào lời Phật dạy. Còn chuyện Thiên Phước đi coi ngày giờ, coi phong thủy, chẳng qua lúc bấy giờ là có tâm huyết muốn phụng sự bà con, muốn phụng sự cộng đồng, và để đủ duyên để đưa cộng đồng về với chánh pháp của Phật. Chứ không phải là Thiên Phước đặt nặng cái vấn đề coi thuật trạch cát vân vân. Vâng, thưa các bạn, xin kể một câu chuyện nhỏ như vậy liên quan đến thuật trạch cát. Thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Thì câu chuyện mà các bạn đã nghe về nhà vua đi tìm đạo sĩ để hỏi cái câu hỏi quan trọng, nhà vua thấy rằng cần phải trả lời, đấy là thời gian nào là thời gian quan trọng nhất để tiến hành một công việc. Và cách nói mà Thiên Phước đã giới thiệu với các bạn, chúng ta có thể gọi là giờ nào là giờ đại cát đại lợi. Thế giờ nào là giờ đại cát đại lợi? Câu trả lời cuối cùng vẫn là không có giờ nào giờ đại cát đại lợi, mà bất cứ giờ nào cũng là giờ đại cát đại lợi. Hay nói một cách khác, thưa các bạn, chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Quý huynh đệ đang ngồi
cùng với Thiên Phước chúng ta nói với nhau những sự thật cuộc đời và ôn lại lời của Phật dạy. Và quý vị đang rất là vững vàng, đang ngồi rất là thẳng thớm, đang biết mình đang nghe gì, biết mình đang suy nghĩ gì có phải là quan trọng không? Vì quý vị đang làm chủ mình. Nhưng mà chốc nữa về nhà thì không biết ạ. Cho dù bạn tuổi Mão mà chốc nữa về đến nhà là giờ Tuất. À, nam kỵ xung, nữ kỵ hạp, ví dụ vậy, cũng chưa biết là xung hay là hạp. Cho nên để trả lời cho câu hỏi mà nhà vua đi tìm và nhà vua cũng được trả lời, thì thưa các bạn, thời giờ nào hay là thời gian nào hay là giờ nào là đại cát đại lợi? Thưa các bạn, thời gian hiện tại là đại cát đại lợi. Vì bạn đang được an trú, đang được thanh thản, đang được yên bình nơi trước Tam Bảo Điện, và đang được Thiên Phước thành kính chia sẻ những sự thật của cuộc đời này, thì rõ ràng bây giờ thời điểm hiện tại thì đấy là thời gian đại cát đại lợi, hay là thời gian quan trọng nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa các bạn, vì sao chúng ta nói thời gian hiện tại là đại cát đại lợi? Thì Thiên Phước xin phép nhắc lại đó. Trước đây Thiên Phước ca cẩm mãi, trong buổi nói chuyện trước cũng nhắc lại lời người xưa là dép dưới giường lên giường vội biệt. Hay vừa rồi cái câu chuyện của buổi chia sẻ kỳ trước đó, thì đã cho chúng ta những ý niệm đó. Còn một cách nói trong lời kinh văn xưa đó, một hơi thở ra, không hơi hít vào thì ôi thôi đã sang đường khác. Thành ra giờ đại cát đại lợi là giờ bạn còn hít được tốt, còn thở được tốt. Mà nếu bạn hít tốt mà thở không tốt thì giờ đó là giờ vào bệnh viện. Có phải không? Thế thì tại sao chúng ta không đón mừng những cái phút giây hiện tại an bình nhất? Phút giây mà chúng ta được sống một cách trọn vẹn, phút giây mà chúng ta được cống hiến cho gia đình, cho xã hội, phụng sự cho Tam Bảo. Cho nên phút giây bây giờ, những phút giây của thực tại, phút giây mà ta còn khỏe, ta còn vận động, ta còn đi đứng, ta còn có thể có cơ hội phụng sự, đó là thời gian, đó là giờ đại cát đại lợi của chúng ta. Và câu hỏi thứ nhì, thưa các bạn, mà nhà vua băn khoăn, thì nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà nhà vua cần kết nối, cần hướng đến để tiến hành một công việc? Thưa các bạn, theo cách nói bình thường của các nhà thuật sĩ, các nhà phong thủy, các nhà dự đoán học, các nhà chiêm tinh bát tự, là bát trạch thần bí, bát trạch minh cảnh, bát trạch chánh tâm, gọi là các cái loại thuật số để tính toán rằng thời gian nào là quý nhất, thì thưa các bạn, người ta còn nói đến một nhân tố gọi là quý nhân. Câu hỏi thứ nhì mà các bạn nghe nhà vua hỏi đó là người nào là nhân vật quan trọng nhất mà nhà vua cần kết nối, cần hướng đến để nhà vua thực hiện được cái sứ mệnh của mình, thì cách nói ngôn ngữ của thuật bói toán, thuật trạch cát của bình dân, đấy là quý nhân. Ai sẽ là quý nhân của bạn? Nói gọn là như vậy. Bạn có biết ai là quý nhân của bạn không? Thưa các bạn, nếu nói đến quý nhân á, trong cái thuật của phong thủy đó, thì có những lời, có lời người xưa nói để hướng dẫn người làm thầy á, có cái cách thức để mà chọn. Là ví dụ như Giáp Mậu Canh Ngưu Dương. Tuổi Giáp, tuổi Mậu á, tuổi Canh á, thì cái người tuổi Sửu
và người tuổi dê là quý nhân của tuổi giáp, tuổi mậu và tuổi canh. À, hoặc là lục tân tầm mã hổ, sáu tân, tân gì? Thưa, tân sửu, tân mão, rồi tân tỵ, rồi tân mùi, rồi tân dậu và tân hợi là sáu tân. Lục tân tầm mã hổ, lục tân đấy là tân sửu, tân tân mão, tân tỵ, tân mùi, tân dậu và tân hợi. Sáu cái tuổi tân đó thì quý nhân của sáu tuổi tân đó là tuổi ngựa và tuổi dần. Thôi nói sơ như vậy chứ mà còn không là trở thành cái lớp dạy phong thủy mất rồi. Và thưa các bạn, có nhiều cách nói khác nhau để người xưa biết rằng trong thuật trạch cát, khi tính toán ra, nếu bạn muốn làm việc gì đó thì người ta sẽ giới thiệu cho bạn biết rằng người nào là quý nhân của bạn. Nhưng nếu các bạn dõi lại cái câu chuyện khi nãy, nhà vua đến chỗ đạo sĩ một cách rất là thành kính để cầu hỏi, thì hình tượng quý nhân trong câu chuyện đó cũng thay đổi. Ở cái giai đoạn thứ nhất thì người đạo sĩ là quan trọng, nhưng ở cái giai đoạn thứ nhì thì nhà vua là quý nhân, là quan trọng, nhân vật quan trọng nhất. Vậy thì ai là quý nhân của bạn? Thưa các bạn, nói đến đây thì tôi bước nhớ có một buổi chia sẻ Phật Pháp ở Sacramento, thuộc về miền Bắc của California đó. Thì Thiên Phước có chia sẻ với đạo tràng đấy rằng, thưa các bạn tu hành, các bạn học đạo, các bạn làm đệ tử Phật không phải là để về Tây Phương Cực Lạc tu với Phật Bồ Tát, về cõi Phật nào đó, hay là đến các cái đạo tràng nổi tiếng hàng ngàn người, hoặc là đạo tràng dùng truyền thông rất là xuất sắc để mà kết duyên lành với chúng sinh. Ví dụ như bây giờ hiện nay đạo tràng Thường Chiếu là một đạo tràng mà chúng ta rất là ngưỡng mộ, rất là tôn kính, rồi đạo tràng rất nổi tiếng mà không gian không nhiều là đạo tràng của đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ chẳng hạn. Những đạo tràng như vậy rất là được mến mộ. Thiên Phước nói vấn đề như vậy để nhắc nhở các bạn rằng chúng ta là người học Phật. Và Thiên Phước đã chia sẻ với các bạn tu ở bên Sacramento á, thì bạn tu là không phải tu với ai hết, mà bạn tu là tu với người kế bên mình. Khi bạn ở nhà, bạn tu với người hôn phối của mình, bạn tu với bậc trưởng thượng của mình, bạn tu với thế hệ sau. Bất cứ lúc nào, đối với người thật sự có hiểu biết, thì không bao giờ người ta đi tìm quý nhân ở đâu cả. Mà quý nhân trong mắt của người đệ tử Phật, của người có hiểu biết, là người kế bên mình. Các bạn nhớ dùm điều ấy. Cho nên, đôi khi các bạn không thể đến chùa được để nghe giảng, để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền, bởi vì các bạn dành thời gian cho người kế bên mình, người phối ngẫu của mình, vì người ấy đang bất an. Thì việc làm ấy là việc làm hợp với sở nguyện của chư Phật Bồ Tát, chứ không phải việc nhà bề bộn, gia đình bất an, bạn nói không được, ở nhà làm gì làm nha, giờ này là tôi phải lên chùa. Lên chùa Phật cũng quay lưng lại với bạn rồi. Các bạn hiểu rõ không? Cho nên khi chúng ta dõi lại câu chuyện, chúng ta thấy rằng quý nhân trong câu chuyện lúc là đạo sĩ và lúc lại là nhà vua. Và nói dễ hiểu hơn,
Nếu người kế bên bạn là quý nhân của bạn, nếu họ thật sự là quý nhân của bạn thì bạn phải thật sự là quý nhân của mình. Chúng ta phải làm sao để người ta thấy rằng mình thật sự là cần yếu, là quan trọng trong cuộc đời của họ. Nếu các bạn phát tâm tu hành mà trong mắt của người thân mình bạn là một người có vấn đề, bạn là một người khó gần, thì cái việc tu hành của bạn phải xem lại. Huynh đệ để ý điều ấy. Cho dù chúng ta sinh hoạt ở gia đình, cho dù chúng ta sinh hoạt ở công ty, ở chỗ làm, ở các cái môi trường xã hội, ở chợ hay là ở chùa, luôn luôn lúc nào chúng ta là người đệ tử Phật hiểu biết. Và ngày hôm nay các bạn hiểu rằng quý nhân, theo thuật ngữ xưa, người ta tìm quý nhân là tìm người để cho mình cơ hội thuận lợi nhất thành tựu các cái sở nguyện của mình. Nhưng người đệ tử Phật biết rằng quý nhân là người kế bên mình. Bởi vì có người kế bên mình thì bạn mới có cơ hội để phụng sự, bạn có cơ hội để thương yêu, bạn có cơ hội để sửa lỗi, bạn có cơ hội để cùng chung lưng đấu cật, cùng sánh vai trên cái nẻo đường đời vạn dặm đầy bất an nhiễu nhương này. Cho dù người kế bên mình là đôi khi cái mặt không dễ thương, và có một tác phẩm gọi là cái mặt không chơi được, thì nếu lỡ có người như vậy kế bên bạn, rồi bạn lại nhớ lời Tiên Phước, bạn bảo rằng: thầy Tiên Phước, thầy bảo là quý nhân là người kế bên con, nhưng mà con thấy cái mặt này đúng là cái mặt không chơi được. Thưa các bạn, đấy là tâm tình của bạn có vấn đề. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái lỗi người mà chúng ta không thấy được điều hay của người. Chúng ta không biết rằng tất cả là nương duyên nhau. Cho dù cái điều không tốt đẹp, cho dù người kế bên mình nhiều khi không dễ thương, các bạn biết ngày phải nương đêm. Nếu không có đêm thì ngày không có giá trị, có phải không các bạn? Không có những người cái mặt không chơi được thì cái mặt mình liệu có chơi được chăng? Cho nên cuộc sống là nương tựa lẫn nhau, và trong nhà Phật gọi là duyên sanh. Còn trong thuật ngữ tiếng Anh đó thì gọi là interdependent, có nghĩa là tùy thuộc lẫn nhau. Cho nên hãy dễ thương hơn với người kế bên mình, hãy ứng xử đàng hoàng hơn với người kế bên mình, và hãy khéo léo nhận lỗi khi có sự tranh chấp xảy ra. Thì cách đó Thiên Phước gọi là bạn hãy là quý nhân của bạn trước, và người kế bên bạn sẽ là quý nhân của bạn. Vậy nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? Thưa các bạn, là người kế bên mình. Các bạn nhớ rõ không ạ? Thế cho nên đừng bao giờ trong gia đình có việc gì thì quay sang bảo: cái đây là không được, tôi phải đi tìm thầy. Thầy cũng phải trốn luôn á. Vì sao? Vì chúng ta không tỉnh thức được cái sự thật rằng người kế bên mình là quý nhân của mình. Như Thiên Phước đã chia sẻ, các bạn có ai không đồng ý với quan điểm đó không ạ? Cứ mạnh dạn giơ tay. Và thưa các bạn, nếu bạn thật sự biết trân quý người kế bên mình, biết nhận lỗi cho dù đôi khi mình không phải là thật sự có lỗi, để tạo nên mối hài hòa tốt đẹp, tạo nên một nối kết dễ thương, đáng sống với người kế bên mình, thì thưa các bạn, Thiên Phước có thể dùng thuật ngữ của các nhà chuyên môn gọi là quý nhân đăng thiên môn. Có nghĩa là trong cái thuật tính toán về ngày giờ tốt, rồi tính toán về đâu là quý nhân vân vân á, thì người ta có cái cách chọn để chọn ra cái giờ đó là giờ quý nhân đăng thiên môn.
có nghĩa là quý nhân lên cửa trời. Vâng thưa các bạn, rồi như vậy thì chúng ta kết luận thế nào? Xin được phép nhập lặp lại cái ý đó thưa các bạn. Như vậy để trả lời cho câu hỏi thứ nhì mà nhà vua đi tìm đạo sĩ đó, là nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất thưa các bạn? Nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta. Giống như bây giờ các bạn là những nhân vật quan trọng nhất trong mắt của Thiên Phước. Anh Thành Được cũng là nhân vật quan trọng nhất của Thiên Phước. Mọi người bây giờ là nhân vật quan trọng nhất của Thiên Phước. Và nếu chúng ta nghĩ được như vậy thì từng phút giây trong cuộc đời, mỗi người là nguồn ân của chúng ta các bạn ơi. Và tại sao như vậy? Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai, có phải không? Thiên Phước nói đến đây mới nhớ Kỳ ở bên Cali á. Thì chú cư sĩ Phật tử, chú mới gửi cho Thiên Phước một cái đoạn phim câm độc thoại. Và đoạn phim đó có một đoạn thôi, là có một người vợ hình như người Ấn hay gì đó, rất là bức xúc, quăng cái vali của ông xã ra ngoài đường. Và bằng cách này cách kia để đuổi ông xã ra khỏi nhà. Và người vợ làm hết mức để xô đẩy người chồng ra khỏi nhà. Thì vừa lúc ấy thì có một người phụ nữ khác đi tới và khoác tay vô cái tay của người chồng. Thế thì sao ạ? Bà vợ nhào lên giành giật với người kia và kéo ông chồng vào nhà. Thì đó là một câu chuyện vui, nhưng mà cũng thật. Nó có nhiều ý sâu ở trong đó, nhưng mà Thiên Phước muốn nói là chúng ta đừng bao giờ để rơi vào cái trạng thái có hành động không dễ thương với người kế bên mình, có lời nói không dễ thương với người kế bên mình, cũng như có ý nghĩ không có dễ thương tí nào với người kế bên mình, thì chúng ta không có rơi vào cái tình trạng dở khóc dở cười như cái đoạn phim ngắn đó các bạn nha. Cho dù cái đoạn phim ấy là nói về hôn nhân gia đình, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được để chúng ta có thể ứng xử dễ thương nhất, ứng xử tốt đẹp nhất với người trưởng thượng trong gia đình, người ngang vai vế và những người dưới của mình thưa các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mình không biết là lát nữa đây, chiều nay hay ngày mai, mình sẽ sống với ai, mình sẽ làm việc với người nào, mình phải đương đầu với cái đối tượng nào, hay là còn tệ hơn cái đối tượng mà đang cùng chung sống với mình, đang làm việc chung với mình. Cho nên nhân vật quan trọng nhất vẫn là người kế bên mình. Còn nếu nói là quý nhân thì bạn phải là quý nhân của bạn. Thì lúc ấy bất cứ người nào xung quanh bạn cũng là quý nhân của bạn. Từ đó thưa các bạn, chúng ta để ý lại, đặc biệt trong huynh đệ ở chùa mình đây, nhiều vị rất phát tâm đến chùa giúp việc chùa, từ bao sái điện đường cho đến phụng sự nhà bếp, rồi đến dọn dẹp ở vườn chùa. Thì chúng ta nên ý thức được rằng chúng ta có phước báo. Như buổi nói chuyện đợt trước, và chúng ta có đầy đủ cái duyên lành để tiếp xúc với Phật Pháp, thì tại sao chúng ta không biết trân quý những người đang đến chùa? Có thể khi các bạn đến chùa, các bạn gặp ai đó không dễ thương từ ngoài bãi giữ xe cho đến trong nhà bếp chẳng hạn. Nhưng nếu chúng ta ý thức được rằng đấy là những người giúp chúng ta thành tựu được điều tốt đẹp,
thì người nào cũng là nguồn ân của mình. Khi mà mình đã ý thức được rằng bất cứ người nào mình gặp từ trên đường đi cho đến bãi giữ xe vào chùa, cho đến vào trong chùa lên chính điện, thì tất cả là nguồn ân, thì chúng ta có điều gì để phiền não kia chứ? Mà nếu không có điều gì để phiền não thì làm gì có thị phi? Nếu không có phiền não, không có thị phi thì làm gì chúng ta mất phước? Như chủ đề gieo mầm phước báo đầu xuân đã chia sẻ với các bạn. Cho nên phải thực tập tỉnh giác về điều ấy. Thiên Phước biết rằng trong thời gian Thiên Phước đi vắng thì ở chùa cũng có những cái câu chuyện cũng rất là đời thường, nó xảy ra đâu đó với ai đó. Nhưng chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết rằng không có nơi nào là lý tưởng trên cuộc đời này, trừ khi bạn phải có một ý nghĩ lý tưởng, bạn phải có hành động lý tưởng và bạn có lời nói lý tưởng. Các bạn nghe rõ không? Ở thế gian này không có chỗ nào là lý tưởng hết, trừ khi bạn biết lý tưởng hóa ba nghiệp của mình ở lời nói, ở ý nghĩ và ở việc làm. Lý tưởng hóa thì hơi cao. Bạn phải thật sự kiểm soát, thật sự quay trở về để nhận diện được lời nói của mình như thế nào, ý nghĩ mình đang ra làm sao, và hành vi của mình có dễ thương hay không. Thì chúng ta tu tập là để thực tập như thế. Tu là như thế đấy các bạn ơi. Và cho dù người nào kế bên mình thì lúc bây giờ cũng là quý nhân của mình cả, các bạn nha. Và thưa các bạn, câu hỏi thứ ba mà nhà vua hỏi người đạo sĩ là cái công việc nào là cái công việc quan trọng nhất. Thì Phước nhớ trong cái thời gian coi phong thủy này kia đó, thì có nhiều vị khi có các con lớn lớn tuổi thì cũng vào hỏi Thiên Phước: thưa thầy tính toán xem, cháu bây giờ là chuẩn bị tốt nghiệp 12, thầy tính dùm xem rồi cháu vào đại học, cháu học ngành gì? Có phải rối không? Đặt cho Thiên Phước cái câu hỏi mà câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trao. Các bạn hiểu không? Nhưng mà rồi cũng không biết lúc đó Thiên Phước trả lời thế nào, thế là mới là ẩu thế. Cho nên thôi, chúng ta hãy trở về với thực tại, chúng ta hãy học sâu vào lời dạy của Phật. Và nếu các bạn nhớ lại câu chuyện vừa qua, câu chuyện $5 thay đổi cuộc đời hai con người đó, thì các bạn thấy cho dù bất cứ là chuyện gì nha, thì chúng ta phải ý thức là mình đang làm gì. Nghề nghiệp nào không quan trọng, mà bạn thực hiện chức năng nhiệm vụ của bạn trong nghề nghiệp đó bằng tâm thái nào mới là quan trọng. Mình mới vào nghề, mình chưa biết thì mình học mình sẽ biết. Nhưng nếu mình có một tâm thái không ổn thì không có một chỗ nào chúng ta có thể được việc. Sau một thời gian mình xin việc rồi thì mình cũng không có thể ổn định lâu dài trong việc ấy. Cho nên câu hỏi rằng cái công việc nào là quan trọng nhất để mà tiến hành, thưa các bạn, chúng ta không quyết định hết được đâu. Bởi vì cuộc đời này có quy luật của nó. Và chỉ cần trong khi bạn thực hành, cho dù là một hành động nhỏ, bạn làm chủ, bạn kiểm soát được lời nói của bạn, ý nghĩ của bạn và việc làm của bạn, thì bạn với tâm thái vị tha thương yêu, thì cho dù chức năng, cho dù nghề nghiệp, cho dù địa vị của bạn thấp hay cao trong xã hội đều không quan trọng. Bạn chỉ cần chói sáng trong ý nghĩ, tỉnh giác trong hành vi và cẩn thận trong lời nói, rồi bằng lòng thương yêu mà thực hành cái chức năng, cái nhiệm vụ, cái nghề nghiệp và cái công việc đó,
thì thưa các bạn, bạn sẽ gặt hái điều tốt đẹp. Giống như câu chuyện 5 đô la thay đổi 2 mạng người, các bạn đã nghe qua rồi. Cái người luật sư ấy lúc ấy chỉ đơn giản là làm như cái điều gì đó tốt đẹp trong tâm của mình, đưa cho người xin việc 5 đô la, không có một ý niệm cầu phước, cầu tài, cầu lộc, cầu cái gì hết, mà chỉ đơn giản là tình người thương yêu với nhau. Và như vậy là đủ để mang lại những kết quả tốt đẹp về sau. Một động thái rất đơn giản, đưa tiền cho người, nhưng bằng thái độ trân trọng, bằng lòng không vị kỷ, không nghĩ đến lợi ích của mình, thì bất cứ hành động nào, công việc nào, chức năng nào, nghề nghiệp nào, bạn làm trọn vẹn nội tâm của mình, bạn kiểm soát được lời nói, bạn rất là cẩn thận trong ứng xử, thì thưa các bạn, bạn sẽ gặt hái được tốt đẹp, thành công trong cuộc đời. Cho nên các bạn trẻ đừng lo lắng quá trong cái vấn đề để xin việc. Hãy gõ đi rồi cửa sẽ mở. Đó là cái cách nói của Kitô hữu. Xã hội Việt Nam chúng ta vẫn là xã hội đang phát triển, cho nên trong khi nhiều bạn tốt nghiệp rồi, đại học rồi, có bằng cấp, có ngành nghề, rồi xin việc khó khăn vì nhiều lý do. Vì người phỏng vấn, người ta không quan trọng quá vấn đề bằng cấp đâu các bạn. Nếu thật sự là người phỏng vấn có kinh nghiệm, mà người ta quan trọng là bạn đã trải nghiệm công việc đó như thế nào, rồi đạo đức của bạn là như thế nào. Trong tương lai Thiên Phước sẽ có những chủ đề đi chi tiết hơn, nhưng mà nói như vậy để các bạn trẻ để ý là chúng ta chỉ cần kiểm soát lời nói của mình, hành vi của mình, ý nghĩ của mình, rồi mang đơn xin việc đến các nơi. Kỳ này chưa được ở chỗ này, chúng ta có cơ duyên sẽ được ở chỗ khác. Và thưa các bạn, như tinh thần của Đức Phật dạy ở câu kệ Pháp Cú thứ 240, nếu Thiên Phước nhớ không lầm, đúng rồi. Như rỉ sét phát sinh từ sắc, rồi ăn mòn dần sắc. Cũng thế ấy, chính hành động dẫn dắt phạm nhân đến trạng thái khổ cùng. Thì lời này á, là lời dịch, nhưng mà Thiên Phước xin dâng cho các bạn lời thơ dịch. Đó là xét sinh sắc, ở sắc sinh xét, xét ăn lại sắc, người gieo nhân, nhân dắt lại người. Chúng ta là đệ tử Phật, cho dù bạn lớn tuổi, cho dù các bạn còn trẻ, nhưng các bạn luôn luôn để ý rằng chính mình mới là nhân tố tổn hại mình, chính mình mới là nhân tố hủy diệt mình, chính mình mới là nhân tố xây dựng cuộc đời của mình. Nếu các bạn để ý được như vậy, như lời Đức Phật dạy, sắc sinh xét, xét ăn lại sắc, người gieo nhân, nhân dắt lại cười. Hay cách nói bình thường, thưa các bạn, cách nói bình thường là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Vậy thì số phận không phải là tùy thuộc vào bát tự, năm tháng ngày giờ sanh của bạn, mà số phận tùy thuộc là bạn là quý nhân được bao nhiêu. Bạn có xem người kế bên mình là quý nhân hay không? Như những nội dung nãy giờ Thiên Phước chia sẻ với các bạn, thì Đức Thế Tôn lại dạy với lời thi kệ là sắc sinh xét, rồi xét ăn lại sắc. Thì chính hành vi của ta, lời nói của ta và ý nghĩ của chúng ta, nó mời gọi những điều tốt đẹp hay là những điều chưa được tốt đẹp với cuộc đời chúng ta.
Còn nếu là người đệ tử Phật mà bạn vẫn đổ lỗi cho người, rằng tại ông, rằng tại chị, rằng tại anh, rằng tại xã hội, tại chính quyền, tại chính phủ, tại thế giới, thì thế giới này càng loạn thêm thôi. Mà chúng ta phải quay trở lại, nhận diện rõ ràng mình còn sai sót ở đâu. Mình còn quá mong muội, mình còn quá tin tưởng vào các cái thuật coi bói, coi tướng, sinh xăm, bói quẻ, rồi để mình bị lừa tiền chỗ này, mình để mình bị gạt việc ở chỗ nọ chẳng hạn. Thì chúng ta phải xem lại mình. Cho nên toàn bộ nội dung về câu chuyện ba câu hỏi Thiên Phước đã kính dâng lên các bạn. Rồi Thiên Phước còn chia sẻ thêm đôi điều liên quan đến vấn đề thuật trạch cát, để cuối cùng các bạn vỡ ra rằng giờ nào là giờ đại cát. Thưa các bạn, phút giây hiện tại của mỗi người chúng ta là đại cát đại lợi. Ai là quý nhân của bạn? Người nào, tuổi nào, nhân vật nào mà bạn cần hướng đến? Thưa các bạn, hãy hướng đến những người kế bên mình, và đặc biệt là những người đau khổ, bất an hơn mình. Rồi công việc nào là mình ưu tiên, mình phát triển, mình đầu tư, hoặc mình mở màn, mình khai trương, mình dấn thân? Thưa các bạn, việc lành Thiên Phước có một người bạn rất dễ thương. Sau nhiều năm không gặp lại, thì hỏi bạn ấy, sao, ông lúc này công việc làm sao? Hai người cùng học đại học tổng hợp mà. Thì người bạn mới kể rằng, sau khi ra trường cũng rất là khó khăn để được việc. Và bạn ấy cũng được một công việc tương đối ở dưới Sài Gòn. Nhưng một hôm, bạn ấy đến chỗ làm, thì ở gần chỗ làm là có tiệm bán thịt dê. Và mỗi ngày từ lúc bạn ấy đi làm cho đến mấy tháng sau, mỗi ngày bạn ấy nghe cái tiếng dê kêu, kêu la thảm thiết. Thì Thiên Phước cũng không biết tại sao mà chỗ làm của bạn ấy lại có tiếng dê kêu la thảm thiết. Thì bạn ấy mới bảo rằng, tại thầy không biết đó, cái người bán thịt dê á, theo cái cách xưa đó là người ta muốn nấu thịt dê mà không có bị hôi đó, thì người ta phải đánh chú dê rất nhiều trước khi làm thịt chú dê, đánh cho dê đau đớn, vã cái mồ hôi, vã những cái chất hôi ra, rồi người ta làm thịt, người ta nấu mới không hôi. Và người bạn trong lòng bất nhẫn quá, bỏ việc. Các bạn thấy, đó là một tâm niệm lành. Cho nên, công việc nào là quan trọng nhất? Câu hỏi thứ ba. Thưa các bạn, việc nào cũng quan trọng. Chúng ta có thể làm bất cứ việc nào. Cho dù mình là một lao công, là vệ sinh ở bên ngoài, cho dù bạn là người dọn rác, thưa các bạn, việc nào cũng quan trọng hết. Các bạn thử tưởng tượng, các bạn theo dõi thông tin có một thời gian ở Hà Nội, ở Thanh Hóa, người dân biểu tình về vấn đề bãi đổ rác, thì hiểu được cái người làm công tác dọn rác là quan trọng như thế nào. Cho nên, có người dọn rác, người công nhân dọn rác, cho đến cái công việc thu gom rác đều là quan trọng. Và vì thế cho nên người đệ tử Phật đã hiểu biết rồi. Thứ nhất, thời gian hiện tại là quan trọng nhất. Thứ nhì là ai là quý nhân của bạn? Người kế bên mình là quý nhân của bạn. Và thứ ba, công việc nào là quan trọng nhất? Việc nào cũng quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nhưng cái việc quan trọng nhất mà bạn cần để ý và cần làm tốt là ứng xử với người kế bên mình bằng tình thương yêu. Giống như câu chuyện $5 cứu hai đời của hai con người khi trước các bạn đã nghe. Khi mà chúng ta đến với đời bằng một động thái thương yêu, bằng một hành vi dễ thương, hoặc là bằng một chức năng nghề nghiệp luôn luôn nỗ lực
và lương thiện, thì thưa các bạn, bạn đã đóng góp cho cuộc đời những đóa hoa tươi đẹp, bạn đã đóng góp cho đệ tử Phật, những người đệ tử xứng đáng. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các bạn, có một câu hỏi thì tôi xin phép các bạn trả lời trong vòng 5 phút thôi. Kính bạch thầy, Nam mô Phật. Đợt Covid bùng phát đã lên đến đỉnh điểm vừa qua, con đã bị nhiễm Covid ngao du khoảng 1 tháng, vì tại thời điểm đó bản thân con chưa được tiêm mũi vaccine nào, nên con đã trải nghiệm được những điều mà Covid mang đến cho chính bản thân mình. Nó thật là khủng khiếp. Nếu không có sự nhiệm màu của Phật Pháp gia hộ, chắc con không còn phúc duyên để ngồi đây nghe Thầy giảng Pháp. Trong những phút giây giành giật sự sống, cũng như một hơi thở ra mà không hít vào, thì ôi thôi, con đã bước sang một con đường khác. Ôi chao, cái bạn này sao mà đọc được Tư Tưởng Tiên Phước mà viết ra cái lời này nhỉ? Những lúc ấy, con nguyện với lòng con sẽ vứt bỏ những gì vướng víu, cản trở gây khó khăn cho con trong lúc nguy kịch ấy, đó chính là mái tóc. Con nguyện sẽ xuống tóc. Thưa Thầy, nếu con xuống tóc mà con muốn đi chùa, vậy trong lúc hành lễ hoặc nghe Pháp, con có thể đội nón lên được không? Vì con ngại mọi người sẽ nhìn con bằng ánh mắt khó hiểu. Con cũng không muốn giải thích, nhưng nếu vì lý do đó mà con ngại đến chùa, thì con thấy vô lý quá. Có phải vô lý không ạ? Nên con xin Thầy Quan Hỷ cho con lời khuyên, nên làm thế nào để thực hiện lời nguyện đó mà không ảnh hưởng đến việc đi chùa cũng như những ánh mắt kỳ thị khó hiểu. Còn nếu con nguyện xuống tóc mà không thực hiện thì con có mang tội gì không thưa Thầy? Con xin hết. Các bạn có nghĩ là Thiên Phước xin phép 5 phút để trả lời không ạ? Cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, câu hỏi này cũng rất là hay, rất là dễ thương, và Thiên Phước cần nhiều hơn nữa những câu hỏi mà các bạn băn khoăn. Các bạn không cần ghi tên, cứ mỗi buổi chủ nhật như vậy á, bạn nào có câu hỏi gì chuẩn bị sẵn cứ đưa sẵn lên đây, hoặc là đưa mấy chú đưa lên đây nha. Rồi Thiên Phước sẽ tuần tự trả lời, hoặc là nhiều câu hỏi giống nhau đó, Thiên Phước sẽ nói thành một chủ đề. Còn câu hỏi này xin trả lời rằng: thế bạn nguyện là nguyện với ai vậy? Rồi cái vị ấy có gật đầu đồng ý là đồng ý cho phép bạn xuống tóc không? Còn nếu bạn nguyện mà bạn nguyện khơi khơi thì thôi, bây giờ Thiên Phước cũng xin phép hướng dẫn bạn cũng nói khơi khơi vậy thôi. Nói các ngài Quan Hỷ cho con cũng nguyện xuống tóc, bởi vì con thiếu hiểu biết, cho nên bây giờ nếu mà con xuống tóc rồi lại tạo nên thị phi cho cuộc đời. Thôi các ngài Quan Hỷ cho con không xin phép, là con xin phép là con không xuống tóc nữa, được không? Nó đơn giản thế đó. Thưa các bạn, trước đây Thiên Phước có nói với một số bạn tu, vì mỗi người có lời nguyện khác nhau, nhưng mà nguyện rồi lại vướng. Rồi đôi khi nguyện này nó lại mâu thuẫn với cái nguyện khác trước đó. Thì Thiên Phước chỉ khuyên các bạn có một điều là đừng nguyện gì cả. Chỉ nguyện Tam Bảo gia hộ cho mình có trí tuệ, để mình thấy được lỗi lầm của mình. Bạn là ai mà bạn phát nguyện như Bồ Tát, con thề sẽ cứu độ chúng sinh rồi con gì đó, nhưng chúng ta làm được điều gì thì chúng ta làm. Nhớ vậy nha. Bởi vì lời thề nguyện đôi khi nó rất phức tạp, tốt nhất là không có thề nguyện gì cả. Còn bạn nào đã lỡ có thề nguyện gì thì gặp riêng Thiên Phước, tùy theo lời thề nguyện, tùy theo tính chất của sự việc, Thiên Phước sẽ hướng dẫn cách hóa giải. Còn bạn nào mà đã phát nguyện xuống tóc, thì nếu phát nguyện với Quán Âm Bồ Tát thì quỳ xuống đảnh lễ Quán Âm Bồ Tát, bạch ngài: từ xưa đến giờ chúng con luôn tin tưởng ngài là từ bi, mà ngài cũng biết rồi, nếu mà con mà xuống tóc mà con vô chùa đó nha, là bạn bè con tươi cười con té ghế, mà con biết là Bồ Tát từ bi sẽ không muốn người nào té ghế. Ví dụ như thế, huynh đệ hiểu không? Cho nên Phật Bồ Tát không có chấp
chặt cái lời nguyện của bạn. Nhưng người xưa quan trọng lời nguyện là để rèn tập nội tâm. Còn bây giờ mỗi người chúng ta nghiệp chướng sâu dày. Nếu bạn thật sự muốn nguyện điều gì, bạn đến chia sẻ với Thiên Phước. Thiên Phước nhìn bạn, biết bạn đủ khả năng để thực hiện lời nguyện hay không, thì Thiên Phước nói được, nên phát nguyện như vậy. Thì lúc đó hãy phát nguyện. Đừng phát nguyện vội vàng về bất cứ điều gì. Còn những điều gì mà chúng ta thấy là tốt đẹp, chúng ta nghĩ là tốt đẹp, thì chúng ta làm. Rồi chưa đủ duyên để làm xong thì sao ạ? Thì thôi, mình là thánh sao mà mình muốn trong cuộc đời này điều gì cũng như ý mình được. Cho dù ý mình tốt các bạn nha. Nhớ đừng phát nguyện điều gì. Mà nếu các bạn muốn phát nguyện thì đến tư vấn với Thiên Phước. Rồi Thiên Phước quan sát nhân duyên của bạn, hiểu tâm lý của bạn, định vị được nội tâm của bạn, phước báo của bạn, thì Thiên Phước sẽ hướng dẫn. Vâng, xin rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Nam Mô Phật. Câu hỏi này trả lời như vậy các bạn đã thấy ổn chưa? Có nghĩa là đã nguyện với ai thì bây giờ khấn nguyện với các ngài. Vì sao ạ? Vì người đệ tử Phật như người xuất gia, tại sao phải xuống tóc? Xuống tóc là để nhắc nhở mình là mình không giống người ta. Người tu là đầu tròn áo vuông, đính thiên lập địa. Thì cái phong cách của người tu, cái ý nghĩ của người tu, hành vi của người tu, lời nói của người tu phải có cái phẩm chất của người tu. Và còn có ý nghĩa là phủi bỏ phiền não. Bởi vì trong văn hóa dân gian thì cái răng, cái tóc là gốc con người. Người tu cũng là con người, nhưng mà con người đó vượt phàm lên thánh. Cho nên phủi bỏ tóc để tượng trưng là mỗi nửa tháng, mỗi lần con cạo đầu, con hứa với Phật Bồ Tát là con sẽ chuyển hóa phiền não bất an của con. Đấy là người xuất gia. Còn bạn là người cư sĩ tục gia, đâu có lý do nào bạn cần phải cạo đầu, trừ khi bạn tiết kiệm tiền hớt tóc, phải không các bạn? Cái điều đó thì Thiên Phước không cản. Nhưng mà nếu bạn đã biết tiết kiệm tiền hớt tóc để lo cho cuộc đời, bạn đang làm việc đạo đức, thì bạn có việc gì phải sợ người khác thị phi, có phải không các bạn? Hoặc là có những người con phát nguyện xuống tóc vì cầu bệnh cho mẹ. Thực ra cái việc ấy là không cần thiết, nhưng mà chưa hiểu biết cho nên làm. Lòng hiếu mà mình lại sợ người ta chê cười mình, thì lòng hiếu mình đến giá trị nào thưa? Thôi như vậy câu trả lời rõ ràng hơn rồi, phải không? Xin nếu không ai có câu hỏi gì khác thì xin phép thỉnh đại chúng chúng ta đứng dậy hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành. Xin đào tạo tất cả.